Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Spot Hùng đây. Và hôm nay thì Hùng có một tin vui dành cho các bạn. Đó là lô giày cầu lông Li-Ning chính hãng giảm giá từ 40 đến 60% bên Hùng đã về hàng. Số lượng thì nó rơi vào khoảng chưa đến 100 đôi. Và có những mẫu giày rất là đẹp, những mẫu ma mới rất là chất lượng. Và đặc biệt là mức giá vô cùng yêu thương dành cho tất cả mọi người. Nếu các bạn chưa biết về Hùng thì Hùng xin phép các bạn một phút để giới thiệu về bản thân. Tên đầy đủ của Hùng là Nguyễn Văn Hùng và mọi người hay gọi Hùng là Spot Hùng. Hùng thì chuyên săn giày cầu lông Li-Ning, chuyên săn giày Li-Ning, cả giày cầu lông và giày chạy, nhưng mảng chính của Hùng là giày cầu lông. Với 5 năm kinh nghiệm săn giày cầu lông Li-Ning chính hãng giảm giá, Hùng đã có một danh sách gần 100 store Li-Ning từ lớn đến vừa của Trung Quốc. Cứ hễ khi nào mà có các đợt hàng giảm giá thì Hùng luôn nhận được thông báo, Hùng luôn theo dõi và Hùng quan sát được rằng thấy mẫu nào chất lượng và mẫu nào giảm giá thì Hùng sẽ ngay lập tức nhập về và phân phối đến các lông thủ của chúng ta, để sao cho mọi người sở hữu được những đôi giày chất lượng với mức giá phải chăng nhất, với mức giá rẻ nhất mà yên tâm sẽ không bị mua phải hàng fake hay hàng nhái hay là hàng kém chất lượng. Và đặc biệt là mọi người có thể tự check code kiểm tra giày Li-Ning chính hãng. Hùng cam đoan tất cả các sản phẩm bên Hùng đều là chính hãng và có thể check code trực tiếp trên trang chủ của Li-Ning.com nha các bạn. Và video hướng dẫn check code thì Hùng sẽ để ở dưới mô tả cái video này nha. Mọi người có thể mua giày và về tự check code. Còn các mẫu giày bên Hùng thì Hùng đều nhặt các mẫu giày mà Hùng thấy nó rằng nó chất lượng, thấy rằng nó là các mẫu mới và bắt mắt, những mẫu giày đẹp chất lượng này, và đặc biệt là giá cả của nó phải nói rất phải chăng. Hùng không muốn nói là giá rẻ ở đây, bởi vì một đôi giày ví dụ như 1.750.000 mà sale còn hơn 900 thì mọi người cho rằng nó như nào? Nếu mọi người chỉ có mức tài chính khoảng 500.000 thì mọi người sẽ bảo là đôi 900 đắt, nhưng tiền nào thì của đấy, đúng không ạ? 1.750.000 giảm 920 là những ưu đãi tuyệt vời rồi. Nếu các bạn có mức giá tiền thấp hơn thì các bạn có thể mua những mẫu giày khoảng hơn 600.000, thì Hùng bên Hùng cũng có các mẫu giảm từ 1.250.000 còn 620.000. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì hôm nay Hùng sẽ xin phép bắt đầu giới thiệu đến mọi người các mẫu giày vô cùng tuyệt vời của ngày hôm nay. Rất là nhiều lựa chọn cho mọi người và Hùng tin rằng mọi người sẽ tìm cho mình một mẫu giày phù hợp nhất. Ok, đầu tiên thì Hùng xin phép giới thiệu đến mọi người các mẫu giày cầu lông nữ trước, bởi vì giày cầu lông nữ thì rất là hiếm và cũng rất là ít giảm giá. Nhưng lần này thì Hùng săn được 2 mẫu sau. Thì nếu mà chị em có nhu cầu mua giày cầu lông thì có thể liên hệ Hùng. Ok, giày full box nha mọi người, full box nha. Đây, nó do vận chuyển nên nó hơi bị móp méo hộp một chút, nhưng giày bên trong thì hoàn toàn chất lượng 100%. Ok, đây là mã giày AITM0643, giày cầu lông nữ. Mẫu giày này thì đợt trước rất là cao, bây giờ vừa hôm nọ thì Hùng mới theo dõi, Hùng săn được mức giảm giá khá là ấn tượng. Giày cầu lông nữ thì rất ít khi giảm giá mọi người, bởi vậy mà Hùng rất ít khi nhập. Ok, đây là màu cam nha mọi người, màu cam. Mã giày Li-Ning AITM064. Đây là dòng đế cổ điển, dòng đế lâu đời nhất của hãng Li-Ning. Đây là dòng đế thường được mọi người gọi là dòng đế dành cho sân bê tông của hãng Li-Ning. Nhưng sân bê tông hay sân thảm thì đều ok hết nha. Sân thảm thì càng bền chứ sao, đúng không? Nếu mà chị em mua đi sân bê tông thì đôi này hoàn toàn đảm bảo 100%. Với công nghệ đế, đôi này có công nghệ đế chống lật nha mọi người. Công nghệ đế chống lật, trọng tâm đế thấp và đế hơi bè ngang một chút, giúp chúng ta đứng rất là chắc chân và di chuyển rất là an toàn cho chân. Cùng với đó thì chúng ta có thể xem đó là phần đế nha. Tiếp theo này, phần chất liệu của đôi giày. Đây là những công nghệ mới trong, đây là mẫu giày 2017, 2018 và 2017. Mẫu giày công nghệ mới với chất liệu, đó là chất liệu da này. Mọi người có thể nhìn thấy chất liệu da nó, phần này thì nó sẽ làm da bóng, rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy, phần trên này thì nó làm theo kiểu lưới. Phần trên, chất liệu trên này mọi người có thể nhìn thấy nó đều là lưới, để giúp cho đôi giày nó thông thoáng hơn. Đôi giày chúng ta đi cực kỳ thông thoáng nhá. Cùng với đó nó thêm các họa tiết rất là bắt mắt, các họa tiết các bạn có thể nhìn thấy màu nâu nâu đấy ạ. Cái này là công nghệ ép nhiệt của hãng Li-Ning nhá. Đây là một công nghệ tiên tiến nhất của hãng Li-Ning, thường được áp dụng cho các dòng giày về chạy và dòng giày về bóng rổ. Tuy nhiên thì từ năm 2017 trở lại đây thì công nghệ này đã sử dụng rất phổ biến cho các mẫu giày Li-Ning. Mọi người yên tâm nhá, ép nhiệt như này mọi người đi đến lúc nào mòn thủng cả giày thì cái này nó vẫn còn nguyên, thì mọi người không cần phải lo lắng. Đó, về đôi giày này thì nó sử dụng công nghệ, đó công nghệ mã số màu, công nghệ kiểm tra check code mới nhất của hãng Li-Ning. Mọi người có thể nhìn thấy đây có mã số vạch màu gồm mười mấy chữ số đây. Mọi người có thể dùng cái mã này để check code theo hướng dẫn ở video Hùng để dưới mô tả nhá. Mẫu giày này giá gốc là 1.250.000, đang được giảm giá 720.000 bên shop Hùng. Bên Hùng sẽ tặng kèm 2 quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuyệt vời của bên Hùng đang phân phối, và tặng kèm một móc khóa cầu lông kim loại rất là đẹp. Một móc khóa cầu lông kim loại rất là đẹp và rất là cute. Đó là một món quà lưu niệm mà Hùng muốn gửi đến mọi người. Còn về phí ship thì rất là mong mọi người tự thanh toán giúp Hùng nha. Bởi vì bên Hùng bán giá nó ở mức giá gọi là mức giá tối thiểu có thể gửi đến khách hàng rồi. Và các bạn cũng không cần mặc cả đâu. Nếu mặc cả thì bên Hùng cũng không bán đâu. Có thể là nếu bạn nào nhìn nhèo mặc cả nhiều quá thì Hùng xin phép sẽ có thể chặn Facebook đó. Hùng nói trước đấy nha. Đây mình muốn phục vụ những khách hàng tuyệt vời và những người thực sự mong muốn. Ok, ngoài màu cam ra, màu cam này thì có size 3, 6, 37 và 38, nhưng mà chỉ có size 37
38 và 39 nha mọi người. Ok, cũng là mẫu giày đó. Nếu mọi người không thích màu cam thì mọi người có thể tham khảo màu xanh dương và kết hợp với màu chuối này. Đó, cũng là mẫu giày đó. Cũng 1.250.000 giảm còn 720.000, cũng quà tặng như vậy. Đó, với đôi giày này thì có size 36, 37, 38 và 39. Tuy nhiên thì size 37 bên Hùng vừa mới bán hết hàng mất rồi. Đôi này về Hùng đăng đúng hai kép trên Facebook, bán hết sạch luôn size 37 rồi. Nói chung là giày nữ cũng chỉ còn vài đôi thôi, rất yếu hiếm khi Hùng săn được. Nếu mà chị em nào yêu thích và muốn tìm cho mình một mẫu giày cầu lông nữ chính hãng, chất lượng mà rất là đẹp như thế này, mẫu mã mới nha mọi người. Ở Việt Nam chưa chắc đã có mấy người đã từng được sở hữu đôi giày này đâu. Về mẫu giày này thì bên Storeline Linh thì Hùng không biết là họ đã kịp nhập về chưa. Đó, mẫu giày rất là đẹp ạ. Giày nữ ấy, Hùng ngó đôi này từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ nó mới giảm giá. Từng gần như là Hùng có bao giờ bán giày nữ đâu mọi người. Tiếp theo thì Hùng giới thiệu đến mọi người mẫu giày cầu lông nam nhá, hết giày nữ rồi. Thì bây giờ Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người. Bây giờ thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người các mẫu giày cầu lông nam nhá. Mẫu nữ chỉ có hai mẫu đó thôi. Đấy thì Hùng sẽ giới thiệu từ các mẫu tầm trung đến mẫu tầm cao nhá. Xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày cầu lông Li-Ning ITN019. Đây là mẫu giày tầm trung của hãng Li-Ning, sẽ lấy nó ra. Ok, nó có hai màu xám màu đen. Hùng xin phép giới thiệu đến mọi người màu xám trước nhá. Đó, đôi giày này thì rất thích hợp cho anh em nào đi sân bê tông và anh em nào không có quá nhiều tiền, không có có nhiều tiền để đầu tư cho mình một đôi giày đắt, thì đây là một đôi giày rất là tuyệt vời. Phải nói là nếu trong tầm giá này thì gần như không thể có đôi nào có thể so sánh với đôi giày này. Đôi giày này mã là Li-Ning ITN019. Đây là màu xám nha mọi người. Extractor đó là công nghệ, nó là một công nghệ của đôi giày này. Đôi giày này giá gốc là 1.250.000. Bên Hùng đang săn được khuyến mãi giảm giá còn 620.000. Quà tặng cũng gồm hai quần cán chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại. Đôi giày cầu lông nam thì bao giờ nó cũng giảm sâu hơn giày cầu lông nữ mọi người ạ. Bao giờ nó cũng thế. Giày nữ săn rất là hiếm, một là săn đã hiếm rồi, hai là rất là khó bán, chị em nhu cầu mua giày nó ít. Đấy thì Hùng xin giới thiệu, đó là dòng đế của đôi này, cũng là dòng đế lâu đời của hãng Li-Ning rồi. Dòng đế này là dòng đế phải nói là gọi là gần như là lâu đời nhất của Li-Ning. Cách đây khoảng 5-6 năm thì dòng đế này nó đã có rồi. Và từ đó đến giờ thì đôi giày dòng đế này luôn được mọi người gọi là dòng đế chuyên cho sân bê tông của hãng Li-Ning. Ok, đôi giày này chất liệu, trước tiên là chất liệu da của nó, chất liệu da rất là mịn, rất là xịn. Đôi da mọi người yên tâm sẽ không bị bong, không bị chóc, không bị nổ da nhá. Cùng với đó là chất liệu lưới dệt này giúp cho đôi giày cực kỳ thông thoáng và đi cảm giác nó rất là êm, nó tiếp xúc vào ngón chân của mình cảm giác chân rất là dễ chịu. Cùng với đó phần này là lớp lưới cực kỳ chắc chắn. Mọi người cạo thoải mái không vấn đề gì, cực kỳ chắc chắn. Tiếp theo nó kết hợp với các miếng da bóng, các miếng da bóng 3D lấp lánh kiểu cầu vồng, mọi người có thể nhìn thấy, giúp cho đôi giày nó có thêm điểm nhấn rất là đẹp đấy. Phần gót này cũng có đó, miếng nhựa đỡ gót này, nó rất là tuyệt vời. Bình thường thì đôi giày này nếu mà mọi người mua ngoài cửa hàng nó có thể rơi vào khoảng từ 1.1 đến 1.2. Shop nào bán rẻ thì khoảng 800-900, nhưng bên Hùng đang sale 620 nhá. Rất tiếc là với đôi giày này thì đợt hàng này bây giờ là đợt hàng cuối rồi, Hùng cũng không thể kiếm được các size khác cho mọi người. Thì đôi mẫu này cũng chỉ còn duy nhất size 41 thôi mọi người nhá. Rất là mong anh em nếu mà không đi size 41 thông cảm cho Hùng, là Hùng đã cố gắng săn rồi. Nhưng mà chỉ có size 41 thôi, duy nhất size 41 nha anh em nào size 41 mà không có điều kiện, không có nhiều tiền để mua giày đắt và không có nếu mà đi sân bê tông mà sợ sót giày thì đây là một lựa chọn tuyệt vời. Không có lựa chọn nào có thể tuyệt vời hơn mẫu giày này cho mọi người. Đó là màu xám. Ngoài ra thì bù đắp cho anh em là sẽ có màu đen. Ok. Nếu mọi người thích sự đơn giản, mọi người thích sự đơn giản, thích màu sắc nó nhẹ nhàng, màu sắc nhìn nó cổ điển một chút, thì mọi người có thể tham khảo màu đen này. Cũng là ITN019 nhưng nó màu đen, tất cả chất liệu công nghệ mà chỉ giống hệt như thế. Ok. Với mẫu này thì rất là may mắn, nó sẽ bù đắp được cho mẫu màu vừa rồi, màu xám vừa rồi. Thì đây là màu đen, thì hồi bên Hùng vẫn còn size 40, 41, 42 và 43. Nếu mà anh em đi sân bê tông và không có nhiều chi phí thì đây là lựa chọn dành cho mọi người. Nếu mọi người muốn mua đôi xám nhưng không có size thì mọi người có thể tham khảo đôi đen này. Đôi xám chỉ có 41, còn đôi đen này có 40, 41, 42, 43, nhưng mà mỗi size cũng chỉ có vài đôi thôi. Nên là ai quyết định mua thì liên hệ Hùng sớm nhá. Bởi vì giày bên Hùng cứ về khoảng 1 tuần là hết hàng, 1 tuần là hết hàng thôi ạ. Rồi tiếp theo thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người các mẫu giày tầm cao. Các mẫu giày tầm cao và tất cả các mẫu giày này đều đồng giá với nhau là 1.750.000, còn giảm còn 920. Ok, thì Hùng xin phép giới thiệu đến mọi người mẫu giày Li-Ning ITM071. Nó có hai màu, thì Hùng xin phép giới thiệu đến mọi người đây, hộp giày đây. Hùng xin phép giới thiệu mọi người cái màu đầu tiên. Ok, xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày cầu lông Li-Ning ITM071 màu xanh dương. Đây là công nghệ đế, gọi là dòng đế Chenlong TD. Đây là dòng đế rút gọn của đôi giày mà Chenlong đi. Đây là một trong những dòng đế có thể nói là dày nhất của hãng Li-Ning. Thì có nghĩa tương ứng với nó đó là cái thời gian nó bị mài mòn, nó sẽ lâu hơn, nó sẽ bền hơn các đôi giày khác. Dòng đế này thì cũng là dòng đế chống lật, cho mọi người công nghệ chống lật, mọi người có thể nhìn thấy cái này nó làm lên rất là cao.
để giữ cho chân chắc chắn ở hai bên chứ không bị lật cổ chân, nó hạn chế một cách tối đa luôn. Cái này đi rất là chắc chân. Tiếp theo chúng ta cùng chơi công nghệ chất liệu nha. Đây chúng ta có thể nhìn thấy công nghệ chất liệu, đây là miếng da, rất miếng da. Mọi người nhìn thấy Hùng cũng không biết nói đây là chất liệu da gì nhưng nó cực kỳ chắc chắn và nó sử dụng công nghệ ép nhiệt. Đây là công nghệ ép nhiệt, nó không phải may nhá. Ép nhiệt là cực kỳ chắc chắn, mọi người yên tâm là nó sẽ không bị bong đâu. Mọi người yên tâm là nó sẽ không bị bong nha. Đó, cùng với đó là cái lưới dệt bên trong của nó thì mọi người có thể nhìn thấy cái sợi dệt của nó như sợi cước đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Với đôi giày chất liệu như này mọi người có thể dễ dàng lau và làm sạch nha. Đây còn mọi người có thể nhìn thấy cực kỳ chắc chắn. Đôi giày này ở các store thì nó rơi bán toàn tầm khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu rồi. Mọi người có thể dùng mã để đôi giày này để tra trên mạng. Mẫu giày này thì giá gốc là 1,750,000. Bên Hùng thì đang giảm giá 1,750,000 chỉ còn 920,000 thôi. 920,000 và cũng có quà tặng quần cán chống trơn. Hai quần cán chống trơn là chịu một đôi tay trơn tuyệt vời và một móc khóa cầu lông kim loại. Còn về phí ship vẫn như thế. Về khách hàng thì tự thanh toán giúp Hùng nha. Bên Hùng luôn bán mức giá tốt nhất và mức giá tối thiểu gửi đến khách hàng. Nên là rất hy vọng các bạn không mặc cả. Thực sự nếu chờ các bạn mặc cả thì những người khác họ mua hết rồi, không phải Hùng nói thật đấy. Hùng phục vụ những khách hàng dễ tính, mà khách hàng họ có thể là biết đến Hùng, chưa biết đến Hùng nhưng nó dễ tính một chút, còn khách hàng khó tính quá thì thực sự là Hùng có quyền để lựa chọn người phục vụ. Nếu mà khách hàng khó tính quá thì là Hùng xin phép sẽ không bán. Dĩ nhiên là mình Hùng cũng sẽ nói thẳng, ví dụ như kiểu khách yêu cầu về bảo hành giày các thứ thì Hùng chả biết nếu mà bảo hành giày thì bảo hành như nào đâu, bởi vì là tùy vào cái cách mà bạn sử dụng đôi giày, cái cách mà cái nền sân của bạn nữa. Giả sử như bạn đi chạy xong rồi cuối cùng bạn vấp vào đâu đó, xong rồi có cái gì nó móc, nó rách giày ra hay nó móc, nó bung giày ra thì thực sự Hùng không thể biết bảo hành giày như nào. Nên là Hùng nói luôn với mọi người nhá, nếu mà mọi người yêu cầu về bảo hành thì mọi người vào store mua, mà vào store bảo hành đến lúc xảy ra vấn đề cũng chưa chắc là họ sẽ giải quyết, họ có thể chưa chắc họ đã đổi một cho bạn đâu, cùng lắm thì họ hỗ trợ một phần thôi. Nếu mà cái giày của các bạn đi mà trong khoảng 1 tháng mà nó xảy ra vấn đề thì Hùng chắc chắn Hùng sẽ có hỗ trợ cho mọi người. Hùng cam kết hỗ trợ 50% nha. Hùng cam kết hỗ trợ 50%, nói thẳng ở đây. Còn nếu bảo hành thì Hùng không bảo hành. Còn nếu xảy ra vấn đề thì Hùng hỗ trợ. Từ xưa nay Hùng bán rất là nhiều giày rồi. Phải nói thẳng luôn là gần như chưa từng gặp, chỉ gặp một số trường hợp nó rất là những cái lỗi nó rất là nhỏ, chỉ hở keo một chút thôi. Thì không có vấn đề gì cả, khách đến trả hoa qua là mọi người lo lắng rồi. Thì mọi người phản hồi lại với Hùng, nhưng mà đến lúc cuối cùng mọi người đi, đến cuối cùng khi giày hỏng, cái keo vết nó chỉ hơi hở keo một xíu, còn bên hãng nó keo nó chỉ thiếu một chút ấy, nhìn nó như kiểu hở này, mọi người khó tính thì mọi người thường hay ấy như thế. Đó thì mẫu giày này là 1,750,000 giảm còn 920 nhá. Đây là màu xanh dương và nó thích kiểu tươi trẻ, khỏe khoắn. Đây phía đằng sau này nó thiết kế một cái rất là hay, những điểm nhấn á. Nhá, không bảo hành nhá, nhưng mà xảy ra vấn đề thì Hùng hỗ trợ mọi người 50%. Giả sử mọi người mua đôi giày 900 mà nó bị vấn đề gì thì Hùng sẽ hỗ trợ cho mọi người 50% về vấn đề cho đôi giày. Mọi người có thể yên tâm, còn bán rẻ lắm rồi, không thể một đổi một cho mọi người được. Nói thẳng là như thế. Anh em nào khó tính quá thì nếu mà cứ yêu cầu bảo hành tốt nhất là không nên liên hệ Hùng mua hàng gì nhá. Tiếp theo này, ngoài màu đó ra, nếu mà mọi người thích một màu trầm hơn thì nó cũng là đôi giày đó, nhưng mà màu tím đỏ, màu tím than đỏ, cũng giá như thế nha mọi người, 1,750,000 giảm còn 920,000, tặng kèm hai quần cán chống trơn là một móc quá. Rồi tiếp theo Hùng sẽ đi ra một dòng đế vô cùng tuyệt vời, đây là dòng đế mới nhất của hãng Linh. Ok, đây là dòng đế mà Hùng yêu thích nhất, và 2 năm trở lại đây, từ năm 2017 khi dòng đế này vừa mới ra thì từ đó đến giờ Hùng chỉ đi dòng đế này thôi. Đặc điểm của dòng đế này nó là rất bám nền. Tiếp theo nữa, đi rất là êm, đi cực kỳ êm. Và tiếp theo nữa là nó rất là nhẹ. Đây là dòng đế mới nhất của hãng Linh, ra đời vào tháng 6 năm 2017 nha mọi người. Đây dòng đế của nó đây. Đây là mẫu giày Linh AITM 081 màu trắng xanh chuối. Mọi người nhìn đôi giày này, có thể mọi người có một số bạn sẽ để ý là nó giống với cái mẫu giày của vận động viên cặp đôi Li Liu của Trung Quốc, cặp đôi đang hàng đầu, cặp đôi nam hàng đầu của Trung Quốc bây giờ đấy, cặp đôi trẻ Li Liu ấy, cặp đôi một thằng to, hai thằng rất là cao nhưng một thằng gầy và một thằng người đậm, đập cầu rất là kinh đó. Đấy thì đây là cái đôi giày mà đây là không phải là bản mà vận động viên đó đi, mà đây là bản rút gọn của bản đó, có nghĩa là cái đế của đôi giày này nó sẽ mỏng hơn cái đôi đó nha mọi người. Và chất liệu thì dĩ nhiên chất liệu của đôi giày kia nó cũng sẽ xịn hơn, nhưng về cơ bản thì nó làm mô phỏng theo đôi giày đó. Đây là bản rút gọn nha mọi người, bản của vận động viên full thì nó rơi vào khoảng hơn 3 triệu cơ, còn bản này là nó 1,750,000. 1,750,000 thì mẫu giày này bên Hùng đang được giảm giá từ 1,750,000 chỉ còn 920k. Tí nữa thì Hùng không phải nói giá bởi vì đôi nào cũng 1,750,000 giảm 920 hết đó. Thì đây chúng ta xem dòng đế Hùng giới thiệu rồi. Tiếp theo chất liệu này, chất liệu da của nó rất là mềm mại, chất liệu da rất là mềm nhưng vô cùng đảm bảo sự chắc chắn luôn. Mọi người có thể nhìn sát thì nó không quay chi tiết được chất liệu này. Chất liệu cái da của nó rất là nhìn rất là xịn, cảm giác là đôi máy quay không lấy nét được, điện thoại nó không lấy nét để mọi người nhìn rõ chất liệu được, không đưa ra gần lấy nét đi. Cái chất liệu da chỗ này nó rất là chắc chắn, nó có các đường chéo sổ nhìn như carbon đó mọi người.
Còn chất liệu da trên này mọi người cũng không yên tâm, nó không bị rộp đâu. Chất liệu này da mềm rất là thích, đi vào chân cảm giác rất là êm. Và đôi giày này cũng đã được Hùng sử dụng hơn một năm nay rồi, rất là ưng nhất từ xưa đến nay Hùng đi giày Liên Ninh luôn, chính là đôi giày này. Đôi giày này về thì luôn hết hàng rất là nhanh, và cái đợt trước có hàng, mọi người muốn mua lắm nhưng không có hàng, có nghĩa là Hùng nhập về hết đợt này đến đợt khác vẫn không đủ hàng để bán. Thì may mắn là đợt này Hùng nhập được, nếu mà anh em nào yêu thích thì liên hệ Hùng ngay vì nó sắp hết hàng rồi đấy. Đảm bảo mấy hôm nữa, 3-4 hôm nữa là đảm bảo hết hàng luôn, không còn. Cái mẫu giày này thì có size 40, 41 và 42 nhá. 40, 41, 42, size 43 thì về có được 2 đôi khách lấy mất rồi, chưa kịp đăng khách đã lấy mất rồi. À, còn Hùng giới thiệu lại này, với đôi giày này thì có size 41, 42 nhá. Với đôi giày này có size 41, 42 đây này. Hôm nay Hùng quên nói, với đôi giày này thì có size 41, 42, 43 nhá, không có size 40 ạ. Ok, và nếu mọi người không thích màu trắng vừa rồi của mẫu giày Lightning ITM081 thì mọi người có thể tham khảo mẫu cam đen như này. Ok, tất cả công nghệ chất liệu đều giống hệt mẫu cam đen. Đây nhìn này mọi người, nhìn thấy chất liệu của đôi giày chưa? Có vẻ là cái màu đen này mọi người có thể nhìn rõ ràng hơn về chất liệu. Đấy, nó gạch chéo như kiểu sợi carbon này, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đôi trắng nó cũng như vậy, nhưng vì là màu trắng nên có lẽ là cái máy điện thoại nó không lấy nét được. Đây mọi người có thể nhìn rõ chất liệu của đôi giày. Rất là chắc chắn. Da này mềm lắm. Đi cảm giác nó chạm vào chân, cảm giác nó rất là dễ chịu, rất là êm. Và đặc biệt là đôi giày đi rất là nhẹ, đi di chuyển rất là sướng. Nó rất là êm. Hùng khẳng định nó rất là êm luôn, đi sướng chân, rất là sướng chân. Thế nên Hùng mới bảo dòng đế này ấy, anh em mà đi Liên Ninh thì dòng đế này rất là tuyệt vời. Đấy là quan điểm cá nhân của Hùng, có người có thể là chân họ theo cấu trúc khác thì chưa chắc họ đã thích những cái dòng đế này, nhưng mà bản thân Hùng thì chia sẻ như thế. Vẫn là dòng đế đó. Hùng xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày Liên Ninh ITM105. Đây cũng là một mẫu giày cực kỳ hot. Và đợt trước thì Hùng có săn được màu cam đúng không? Đợt này Hùng săn được cả 3 màu anh em luôn. Dĩ nhiên là nó cũng lẻ sai, săn hàng giảm giá rất là khó mọi người. Hùng phải thức đêm để Hùng săn, Hùng lên hết trang web của cái store này đến store kia để Hùng theo dõi đấy, nên mới có cho anh em đấy. Đây, mẫu màu tím ITM105 mọi người, 105 nhá, mọi người có thể lên mạng tra về thông tin các đôi giày, Hùng đã cho mã hết rồi. Giá gốc cũng là 1.750.000, giảm còn 920. Công nghệ đế vẫn là dòng đế mới nhất của hãng Liên Ninh này. Đi rất là êm, rất là nhẹ, chống lật nữa nhá, quên mất không nói giới thiệu, chống lật và nó giảm chấn cực kỳ tốt, rất là nhẹ. Nên là chất liệu của đôi giày này nó rất là mềm mại, mọi người có thể nhìn thấy. Đây, nó kiểu vải dệt kết hợp với kiểu đan lưới ấy. Đôi giày này đi rất là êm nhẹ chân này. Cùng với đó nó gia cố thêm, mọi người có thể miếng da màu tím này, nó gia cố thêm cho giúp cho cái những phần viền của đôi giày nó thêm rất là chắc chắn. Nên là dù cho anh em nào chân mà kiểu bị bè mà hay bị kiểu phanh gấp, hay mà đi giày mà hay bị bục ở những chỗ này ấy, thậm chí giày Yonex rất nhiều người bị bục ở những chỗ này, thì với đôi giày này nó đã có phần gia cố cái miếng nhựa này, nên là cái phần này nó vô cùng chắc chắn, mọi người cực kỳ yên tâm nhá. Đó về chất liệu cái thứ đây, mọi người chúng ta có thể nhìn xung quanh đôi giày màu tím chuối này cũng rất là đẹp. Anh em nào thủy chung không? Yêu thích tím thủy chung không? Ok, 1.750.000 giảm còn 920 anh em. Cùng với đó thì có màu, màu gì nhỉ? Đây rồi, anh em chờ tí. Ok, đôi vừa rồi toàn quên giới thiệu còn sai bao nhiêu thì anh em hỏi nó lại mất thời gian của anh em đúng không? Mình giới thiệu luôn. Cái đôi này ấy thì có size 39.5, 41 và 42 mọi người. Có size 39.5, size 39.5 của Liên Ninh thì nó tương ứng với size 39 của hãng khác, chiều dài đều là 24.5 nha mọi người. Có size 39.5, 41 và 42 nha. 41 và 42 nha. Tiếp theo cũng là mẫu giày đó nhưng màu khác. Ok, nếu mọi người không thích màu đó thì mọi người có thể xem xét cái màu xanh này. Với màu xanh này tất cả mọi thứ nó đều cùng mã ITM105 hết, nó khác màu thôi. Đấy thì mẫu này chỉ còn size, chỉ săn được duy nhất size 40 và size 43 nha mọi người. Có duy nhất hai size 40 và 43. Số lượng thì cũng chỉ có 2-3 đôi thôi. Nếu mà anh em nào yêu thích hãy liên hệ Hùng ngay lập tức, bởi vì là những cái cơ hội để mua những cái mẫu giày chất lượng này, đây là mẫu giày thực sự chất lượng, những mẫu giày đáng mua nhất của Liên Ninh bây giờ với cái mức giá hợp lý như này đấy mọi người. Để mà mọi người mua được những mẫu giày như này mà ngoài cửa hàng thì Hùng đảm bảo trên 1.500.000. Đấy thì cái này chỉ có 920, có size 40 và 43 thôi nha mọi người. Chỉ có 40 và 43 thôi. Và cuối cùng cũng mẫu giày đó, và có lẽ là mọi người cũng không ngại, không quên được, đó chính là màu cam, cam đen như này. Bởi vì mẫu giày này đợt trước thì Hùng đã săn được rất là nhiều lần, nhưng mà sau một thời gian thì lại không săn được. Và bây giờ thì lại săn được mẫu giày này. Khẳng định là anh em nào cũng đã từng mua ITM105 thì đều rất là hài lòng. Đều rất là hài lòng về cả chất lượng và cả độ sướng mà đôi giày mang lại nữa. Đôi giày rất là tuyệt vời. Cũng là 1.750.000 giảm còn 920 nha. Với đôi giày này thì nó sẽ bổ sung cho anh em đó là có size 40, 41, 42 và 43, có đủ 4 size cho anh em, 40, 41, 42 và 43 nhá. Bởi vậy mà nếu mà anh em ví dụ thích màu những màu kia nhưng không có thì cũng có thể, không có size thì có thể quan tâm đến màu này.
Theo Hùng thì màu này là đẹp nhất. Thực sự theo Hùng thì màu cam này là đẹp nhất. Từ trước giờ Hùng săn được màu cam với màu kia thì Hùng không lấy. Có màu kia Hùng không lấy, nhưng mà cái đợt này thì nó lại hết hàng. Đó màu cam nha, màu cam này Hùng ai đã mua rồi chắc là biết nó rất là ngon. Và với cái mức giá như này thì không thể chê vào đâu được. Chỉ cần chậm chê. Không phải Hùng dùng mọi người đâu nhá. Nhưng mà nếu ai chủ động mua giày liên hệ Hùng sớm, bởi vì nếu không mọi người sẽ phải chờ những lần giảm giá sau. Mà cũng chưa chắc đã có những mẫu giày này. Hùng chuyên săn hàng giảm giá mà. Mẫu nào trước kia Hùng phải kiểm tra về chất lượng, Hùng biết mẫu mà. Gần tất cả các mẫu giày cầu lông Li Ninh Hùng biết sạch, gần như nhớ mã tất cả luôn các mẫu cho dù mới ra. Có thể Hùng biết mặt ảnh nhưng có một số mẫu ví dụ như kiểu nó mới nhiều mã quá thì có thể Hùng không nhớ rõ cái mã số lắm, nhưng nhìn mẫu là Hùng biết ngay. Nhìn mẫu là Hùng biết ngay là Hùng có thể lấy. Đôi nào Li Ninh mẫu mới nhất bên Trung Quốc vừa mới ra Hùng có thể xách tay về cho anh em. Nhưng mà dĩ nhiên là lúc nó mới ra nó rất là đắt. Nhưng tiếp theo thì có 3 đôi giày lẻ size thì Hùng cũng xin giới thiệu với anh em. Ok, mẫu giày Li Ninh AITM 039 màu cam. Màu cam. Đây là mẫu giày thuộc dòng Li Ninh Saga của hãng Li Ninh. Với công nghệ điển hình nó là công nghệ chống lật. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Hai miếng đỡ bên cạnh công nghệ chống lật, cùng với đó mọi người có thể nhìn thấy cái da của nó được làm ép nhiệt lên trên này để giữ cho cái viền này chắc chắn để chúng ta đi cực kỳ an toàn chân. Đôi giày này cũng rất nhẹ. Đặc điểm của đôi giày này là form giày của nó rất là gọn và chất liệu lưới này cũng giúp cho đôi giày nó, đây tạo anh em xem, cực kỳ chắc chắn luôn, không bị xước gì hết. Đấy, chất liệu lưới này cũng rất là thoáng khí. Đôi giày này thì còn duy nhất một đôi đó là size 39,5, tức là nó tương đương với size 39 của các hãng khác. Anh em nào đi giày nam size 39 hoặc là giày nữ size 39 thì đều có thể mua đôi giày này. Đôi gần nhất đây Hùng bán là bán cho một bạn nữ size 39,5 này. Bạn nữ hay đi size 39 và đi size 39,5 này vẫn vừa, bởi vì nó tương, có nghĩa là nếu mà nó Li Ninh nhá, size 39,5 của nam sẽ tương đương với size 39 của nữ nha mọi người. 39,5 của nam sẽ tương đương với size 39 của nữ, và 39,5 của Li Ninh nam sẽ tương đương với size 39 của các hãng khác. Chiều dài đều là 24,5. Với mẫu giày này thì giá gốc là 1.750.000, bên Hùng cũng giảm có giá còn 920 nha. Anh em nào đi size 39 39,5 thì liên hệ Hùng ngay. Cũng tặng quà hai quần cán chống trơn và một móc khóa nha mọi người. Tiếp theo, mẫu giày này thì Hùng cũng chỉ kiếm được duy nhất một đôi thôi. Đó là mẫu giày Li Ninh AITL 039 L cao nha mọi người. Li Ninh AITL 039. Đây là một mẫu giày phải nói rất là hầm hố của hãng Li Ninh. Đó là đây dòng đế này, dòng đế Hero 2 TD, tức là rút gọn của đôi Hero 2 mà Lindan đi cái bản năm bao nhiêu không nhớ, 2014 hay bao nhiêu ấy. Nhưng mà đôi giày này được sản xuất 2010, đâu để Hùng xem một hộp. Đôi giày này được sản xuất tháng 9 năm 2017 nha, anh em yên tâm nha. Một cái vẫn rất là mới. Đôi giày này đã từng được vận động viên Phạm Hồng Nam của Việt Nam sử dụng trong một thời gian rất là lâu, hơn một năm. Đôi giày này cũng là đôi giày tâm điểm hãng Li Ninh, giày cầu lông hãng Li Ninh trong năm 2017 nha mọi người. Mẫu giày này giá gốc 1.750.000 và bên hãng hình như bán với khoảng 1.500.000. Thì Hùng chỉ còn duy nhất một đôi size 43 thôi. Nếu em là đi size 43 thì có thể liên hệ Hùng giảm giá 1.750.000, giảm chỉ còn 850.000 nha. 850.000 với đôi giày này thôi. 850.000 thôi nha. Anh em nào đã ngắm đôi này và đi vừa size 43 thì ấy. Nhưng có đặc điểm ở đôi giày này đó là mới đầu mọi người đi sẽ thấy nó khá cứng. Khá cứng và nặng. Mọi người có thể xem con đế của con này nó rất là hầm hố. Nên là đế của nó khá là nặng nha mọi người. Nhưng giảm chấn của nó rất là tốt, mọi người đi một thời gian nó sẽ mềm ra. Thế Hùng nói trước không, tính như anh em nào mua giày bảo về ra bảo giày fake hay sao mà cứng thế. Đôi giày nó làm kiểu như thế mọi người ạ. Nhìn nó làm nó kiểu nó hơi kiểu theo form nó cứ cứng cứng ạ. Mọi người có thể nhìn thấy. Chất liệu da của nó thì rất chắc chắn, mọi người khỏi phải lo, không phải lo về keo hay về da. Với đôi giày này thì nó đế nó hơi cao, trọng tâm nó hơi cao. Nên là về cái khoản chống lật nó vẫn có công nghệ chống lật đây, nhưng mà cái khả năng lật của chân vẫn là cao. Hùng nói thật, tuy là có công nghệ đấy nhưng mà cái trọng tâm đế nó làm rất là cao nên là nó dễ có khả năng xảy ra lật. Tiếp theo nữa cũng là một mẫu giày mà đang lẻ size cũng còn đúng một đôi. Ok, đây là mẫu giày Li Ninh AITN 035. Nói là mẫu giày này siêu hiếm. Lúc nào Hùng có săn được vài đôi nhưng mà bán hết rồi. Thì chỉ còn duy nhất một đôi size 43 thôi. Và đây cũng là đôi giày Hùng vừa mới lấy để đi. Hùng rất thích đôi này vì hoa văn họa tiết của nó, nhìn đây. Mọi người có quay xung quanh cho mọi người nhìn nha. Đấy, dòng đế vẫn là dòng đế 2017 của hãng Li Ninh nha, dòng đế mới nhất đấy. Đi rất êm, giảm chấn, chống lật và nhẹ. Chất liệu da của nó thì bên trong đây mọi người để chất liệu cái này đi cảm giác rất là mềm. Chất liệu Hùng cũng chả biết nói nó thế nào, cũng kiểu vải dệt ấy. Nhưng mà cái phần trên này nha, nó lại cùng dùng công nghệ ép nhiệt da lên trên. Rất là thích cái kiểu này. Và mẫu giày này, mẫu giày phải nói là siêu hiếm. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Không phải nói thẳng là có tiền chưa chắc mua được. Bạn bỏ ra 1.700.000, 1.800.000 mua đôi này chưa chắc đã có đâu. Chính vì thế mà Hùng mới lấy nó để đi đấy. Nó còn làm vẩy sơn các thứ, họa tiết rất là hay. Cái này không, anh em đừng bảo là Hùng làm nó dính vẩy sơn, không bán cho anh em rẻ nhá. Không phải nhá. Đấy là thiết kế của họ đó.
thì mẫu này 1.750.000, giảm giá còn 920.000 anh em, còn duy nhất một đôi size 43, duy nhất một đôi size 43. Hôm qua có một khách hàng rất là thích đôi này của Hùng, thế là ông ấy bảo cho anh 24.5, thì Hùng tư vấn cho ông ấy là 24.5 thì anh đi vừa size 40, mà ông ấy cứ đòi mua bằng được size 43, Hùng bảo không bán, đi không vừa không bán, mà ông cứ anh ấy cứ đòi mua, comment cả lên page, Hùng bảo là shop làm ăn vớ vẩn, có thứ ra thứ, mình buồn cười. Nhưng mà thế mà khách đi không vừa và mình cảm thấy nó không phù hợp với khách hàng thì mình sẽ nói không ngay, chứ mình sẽ không bán. Tiếp theo nào, đôi giày cuối cùng, mẫu giày Liling ITM 039, nó cùng mã đôi cam lúc nay nhá, tất cả mọi thứ giống, nó chỉ là nó khác màu thôi. Với mẫu giày này thì Hùng chỉ săn được duy nhất size 42 thôi, còn đúng 3 đôi, hôm nay săn được 8 đôi thì bán 5 đôi rồi, còn 3 đôi thôi. Còn 3 đôi đây, mọi người đã nhìn thấy màu chuối. Mẫu giày này giá gấp 1.750.000, giảm giá còn duy nhất size 42, và Hùng cũng lấy được giá nó khá tốt nên là giảm giá cho anh em. Mẫu này là sâu nhất, đó là 1.750.000, giảm giá còn 780.000, tặng hai quần áo chống chân và một móc khóa. Về phí ship thì mọi người tự thanh toán giúp Hùng nha, phí ship nó sẽ rơi vào khoảng từ 40-60.000, tùy nơi bạn ở, tức là tùy địa chỉ của bạn so với Hà Nội nha. Các bạn ở ngoài Bắc này, các tỉnh lân cận Hà Nội thì ship sẽ rẻ hơn các bạn trong Nam, đơn giản vậy thôi. 1.750.000 giảm còn 780, đây là mẫu giày rất đẹp. Mã là AITM039 anh em, AITM039 anh em lên mạng tra, tất cả mẫu giày Hùng đều cung cấp mã đó, Hùng không bốc phép một chút nào hết, đều là mẫu giày rất là khá là mẫu giày tầm cao, rất là đắt tiền, nhưng mà nếu mà các bạn liên hệ mua Hùng thì mới được mức giá đó, còn các bạn tùy các bạn thôi. Nếu các bạn không tin tưởng, Hùng đã nói rồi, tất cả các sản phẩm đều là chính hãng, chất lượng, các mẫu mã mới và bắt mắt, mẫu mã mới và đảm bảo chất lượng. Cái chất lượng là Hùng luôn ưu tiên đầu tiên, không chất lượng không bán cho khách, không chất lượng không bán cho khách, lương tâm cắn rứt lắm. Hùng chỉ cần một lỗi nhỏ trên đôi giày thôi, chỉ cần nó xước xiếc một thứ thôi, Hùng sẽ không bán cho các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, hãy liên hệ Hùng ngay. Các bạn hãy đặt hàng qua Shopee, qua kênh, nhưng mà có lẽ là Hùng chả đăng Shopee đâu, bởi vì chờ đăng xong, chờ nó duyệt xong chắc bán hết bố giày rồi. Thì mọi người hãy liên hệ cho Hùng qua Zalo nhá, Zalo Hùng sẽ để dưới mô tả của video này. Và bạn hãy, hoặc là bạn nếu mà bạn dùng Facebook là nhanh nhất thì Hùng sẽ trả lời với các bạn nhanh nhất. Các bạn hãy nhắn tin Facebook cho Hùng theo đường link dưới đây để đặt hàng, nhắn tin vào Facebook cho Hùng theo đường link dưới để đặt hàng thì mọi người sẽ được tư vấn và phản hồi nhanh nhất. Còn nếu mà mọi người nhắn tin Zalo cho Hùng thì Hùng rất là ít khi check Zalo. Thế là nếu mà nhắn tin Zalo thì các bạn hãy gọi điện cho Hùng bảo là anh không biết dùng Facebook thì anh muốn mua đôi giày này, gọi điện cho Hùng bảo là em kiểm tra tin nhắn Zalo, gửi mẫu anh tham khảo hoặc là báo giá cho anh, mà giá Hùng cũng báo trên video rồi. Rồi, cảm ơn, bye bye tất cả mọi người. Nếu mọi người muốn mua giày hay liên hệ support Hùng, chuyên gia săn giảm giá giày có lông Liling chính hãng, sách tay mức giá rẻ nhất, mà chất lượng chính hãng, đẹp và mới nhất. Cảm ơn rất là nhiều ạ.